Xin chào, quay trở lại với kênh YouTube của Hường. Trong video này Hường sẽ hướng dẫn về cách làm video với một phần mềm nó tên là Vietnamy. Phần mềm này lúc trước nó tên là Content Samurai. Bây giờ Hường sẽ đăng ký một cái tài khoản miễn phí rất là đơn giản để sử dụng phần mềm này. Đôi khi Hường không hướng dẫn các bạn tự bấm vô thì cũng biết cách sử dụng rồi. Tuy nhiên Hường nói qua để mọi người tăng tốc hơn. Bây giờ nó tên là Vietnamy. Đấy, trên đây nó có rất là nhiều công cụ khác, tuy nhiên là mình chỉ quan tâm là làm cái video thôi. Mình cái này là công cụ bản quyền, có trả phí. Thì Hường hướng dẫn mọi người xài thôi. Nếu ai muốn thì có thể là đăng ký bản quyền nó xài. Ví dụ try for free nè, bấm try for free thì mình sẽ được sử dụng nó miễn phí trong vòng 14 ngày. Còn nếu mà sau 14 ngày thì nó sẽ có giá là bao nhiêu, bấm vào pricing xem. Sau 14 ngày thì nó sẽ có là 47 đô một tháng và 397 đô một năm. Đây. Đây là phần mềm. Cái này phần mềm này thần thánh lắm, làm video rất là nhanh. Tuy nhiên là Hường có tài khoản bản quyền nên bây giờ Hường sẽ mở cái tài khoản bản quyền lên để hướng dẫn cho các bạn. Trong trường hợp mà nếu mà các bạn không có đủ kinh phí để sử dụng đăng ký mua cái bản quyền thì ở cuối video này Hường cũng có chia sẻ một chút xíu làm nào để sử dụng cái tài khoản này với giá tốt hơn, tiết kiệm hơn. Ok. Vào đây thì chúng ta muốn tạo một cái video mới thì chúng ta bấm vào Create New Video. Ở đây cái giao diện nó khá là đơn giản để sử dụng. Chúng ta chọn một form. Ví dụ như mình muốn chọn làm video theo kiểu form này thì bấm vô. Hoặc là video theo kiểu form này, vuông. Đây là video form cho Facebook này. Đây form cho Instagram hoặc là TikTok. Hoặc là trong cái phần story á. Còn đây là cái form cho kênh YouTube. Mình đang làm kênh YouTube thì mình kiếm một cái form dành cho kênh YouTube. Ví dụ như mình lấy cái nào đây. Lấy một cái. Ví dụ lấy viral blue. Bấm đây. Bấm use this template. Rồi ở đây Hường có một cái bài content đã viết sẵn rồi. Thì trong video này Hường sẽ không hướng dẫn viết content mà chỉ tập trung vào cái việc làm nào để làm được cái video ở trên phần mềm Content Samurai. Đây là một cái bài content Hường đã viết sẵn. Đã viết sẵn. Bây giờ chúng ta làm như thế nào? Rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần Ctrl A, copy cái bài content này. Bài content này nó nói về chủ đề là cái bài tập thể dục tốt nhất để làm thấp huyết áp, thậm chí là không cần thuốc luôn. Đấy thì bây giờ mình sẽ làm một cái video mình copy mình giảng qua đây. Đấy, xong rồi chúng ta đã có một cái nội dung như thế và chúng ta bấm vào Create Scene. Rồi ở đây nó đã làm sẵn cho chúng ta những cái video nhỏ, tức là những cái cảnh nhỏ nó ứng với mỗi cái câu tiếng Anh mà trong cái bài content Hường vừa mới để lên. Nó đang có sẵn như thế này. Thì những cái video này thì mọi người được phép sử dụng bản quyền sử dụng, không có lo lắng bị vi phạm bản quyền. Chỉ có một cái đó là đôi khi có những câu mà nó lấy cái nội dung nó không vừa lòng với mình. Tức là mình không cảm thấy hài lòng về cái việc nó lấy cái video có thể là không đẹp hay là không phù hợp chẳng hạn. Thì chúng ta nếu mà trong trường hợp cái video này nè nó tự động này mình cảm thấy không phù hợp thì chúng ta sẽ đổi cái video khác. Ví dụ như exercise thì chúng ta gõ vào chữ exercise go, thì ở đây chúng ta có thể đổi thành cái bài tập khác. Ví dụ bệnh cao huyết áp này thì nó là bài tập gì? Đấy, nếu mà mình cảm thấy những cái bài tập này không ok thì mình có thể đổi thành cái hình khác. Ví dụ mình muốn đổi thành cái này thì mình bấm nó vô. Đấy, thì nó tự động đổi cho mình một cái video khác. Cứ như thế chúng ta check từng cái video. Nhớ là chúng ta phải từng phải phải check từng cái video nó sẽ vừa hiện chữ này. Nó sẽ có video, nó có chữ. Đấy, nó từng từng cái scene, từng cái phân cảnh
Thì mọi người nhớ check từ đầu đến cuối nha, tất cả các phân cảnh mình đều phải check hết coi nó phù hợp với cái câu mà để trong đây chưa. Nhưng muốn biết phù hợp hay không thì chúng ta copy câu này, chúng ta bỏ lên Google dịch, mình coi thử có đúng không, rồi mình coi thử có đúng với cái nội dung chính của cái bài nội dung này không. Nếu mà trong trường hợp một số mình muốn giấu, mình không muốn nó hiện chữ ấy, thì chúng ta bấm vào chữ H này, nó đi hide text, tức là giấu giấu nội dung đi, nó giấu chữ đi, không hiện lên đi cho nó nhìn cái thú vị. Bấm vào đây, nếu mà mọi người muốn đậm lên thì có thể bấm vào đây đậm, hoặc là gạch chân nghiêng chẳng hạn, nếu muốn. Đấy, thôi khỏi nghiêng, đấy, đậm nhẹ, đậm rồi, ok. Nếu mà mình muốn chèn cái hình ảnh hoặc là cái video vào đây á, à không, ở đây là chúng ta giấu cái video đi, không muốn hiện video chữ không thì nó như thế này, mà hiện nó lên thì nó như thế này. Rồi thay đổi vị trí của chữ, ví dụ mình đổi sang vị trí khác, mình muốn chữ nó qua bên đây đó chẳng hạn, góc nữa đây, hoặc là mình chuyển lên đầu tiên đó, thì các bạn có thể thay đổi. Rồi các bạn có thể thay đổi cái vị trí của cái cảnh này sang ở phía dưới, ví dụ kéo cái này xuống phía dưới. Cứ kéo xuống phía dưới thì chúng ta chỉ cần là các bạn có thể kéo, còn cái chỗ này á là adjust background, tức là chúng ta đổi cái background của cái hình này nó gần lại hay xa đi, gần lại hay xa đi hay bằng như ban đầu. Thì đấy, chúng ta có thể điều chỉnh như thế và bấm done. Rồi. Thì các bạn có thể thêm một cảnh nữa là bấm vào add new scene. Rồi thêm video clip chẳng hạn. Rồi transition, mình muốn có một cái hiệu ứng chuyển đổi thì bấm vào đây. Đấy, rồi tất cả những cái này mọi người khám phá thì nó cũng khá là đơn giản để làm video. Sau khi mà chúng ta check toàn bộ cái video này, coi thử nội dung với hình ảnh ok rồi á, ok hết, check hết tới cuối cùng luôn. Đấy thì chúng ta sẽ bấm vào cái chữ voice. Thì chúng ta sẽ coi thử là những cái voice auto như thế này, chúng ta check coi thử là âm thanh của mình muốn chọn nước nào. Ví dụ đây là giọng của Mỹ nè, đây giọng Anh nè, giọng Úc. Ví dụ giọng Mỹ thì mình coi thử giọng của tên của bạn nào, tên của nhân vật nào, thì mình thấy đàn ông hay đàn bà, phụ nữ, giọng trong hay giọng trầm thì tùy mình chọn cái giọng mình nghe thử, bấm vào đây để nghe thử. Đấy, rồi sau đó thì bấm review, đây là review nè. Review mình xem trước cái video. Nếu trong trường hợp cái video mình ok rồi á, phải check nha, phải check kỹ nha, nha các bạn, đừng để nó bị sai như kiểu sai chính tả, hoặc là cái nội dung nó không khớp với video, hoặc cái nội dung nó không phản ánh đúng cái nội dung chính cốt lõi của cái bài content. Bởi vì là đây là cái máy, toàn bộ là cái công cụ, cái tool, cái máy làm chứ không phải là người làm. Vậy nên là mình phải sửa lại hết đấy, nó không có phải là hoàn mỹ cho mình luôn, chỉ cần mấy phút là ra một cái video đâu, mà chúng ta cần tốn thời gian chỉnh sửa từng cái ảnh, từng cái video nhỏ, rồi từng cái phân cảnh, từng cái chữ, từng cái giọng đọc ở trong đấy. Hoặc nếu như bạn nào mà không muốn giọng đọc ở trong cái Vietnamese này nó hơi mấy, thì chúng ta có thể là add cái giọng đọc của mình, bấm vào chữ voice và add cái giọng đọc riêng của mình vô. Khi add giọng đọc riêng thì mình có thể là của mình hoặc là mình thuê người khác đọc, thì nó sẽ thật hơn một chút. Nếu như các bạn có những người quen hoặc là thuê một nhân sự họ giỏi tiếng Anh, họ có thể đọc giúp cho các bạn. Vấn đề gì, còn đây là nhạc nền. Đấy, mình có thể chọn những cái nhạc nền ở đây. Rồi xem trước. Đấy, thì nó sẽ như thế. Trong trường hợp mà mình xem trước xong rồi đó, mình cảm thấy ok, ổn hết rồi, thì chúng ta sẽ look good continue. Tức là nó đang chuyển sang chế độ download á. Và cứ như thế chúng ta tải generate, đây là tạo cái video này. Sau khi tạo thì nó ra một bước nữa là bước tải video xuống. Tạo xong thì chúng ta hãy tải cái video xuống. Thì đấy là cái cách mà chúng ta có thể tạo được một cái video để mà chúng ta xây cái kênh. Hãy làm tỉ mỉ kỹ, đặc biệt là cái nội dung của chúng ta phải tốt, và từng cái chi tiết nhỏ trong video của chúng ta cũng phải cần được làm tỉ mỉ nhất có thể. Mình chọn lọc những cái điều mà khách hàng quan tâm và nó phải được nghiên cứu kỹ. Ok, sau khi mình tải xuống các bạn đợi nha, nó cần một cái thời gian để nó tạo ra cái video đấy, 4% rồi đấy, xong nó
À, xong rồi tí nữa nó hiện cho đây cái nút download và chúng ta tải nó xuống là được rồi. Và mà video ở cái phần mềm này khá là nhanh. Hiện tại thì có thể là các bạn trả 47 đô rồi 49 đô một tháng cho cái phần mềm này thì khá là cao dành cho những người mới bắt đầu, chưa có thu nhập trên Internet, chưa có thu nhập trên YouTube đúng không? Vậy nên là hiện tại là Hường có hỗ trợ một cái trang gọi là cái trang thành viên. Trang thành viên này thì có những cái công cụ bản quyền khác ngoài cái Bitnami này. 47 đô một tháng, 47 hay 49 ta? 47 thì chúng ta còn có phần mềm Camtasia bản quyền, phần mềm làm intro outro bản quyền, rồi một cái phần mềm làm video hoạt hình bản quyền khác nữa. Nếu các bạn tham gia vào cái gọi là membership site trang thành viên này thì các bạn được sử dụng toàn bộ các công cụ bản quyền này và còn một số cái công cụ khác nữa thì Hường sẽ cập nhật sau. Thì các công cụ bản quyền này thì các bạn mua bên ngoài thì rất là mắc, tốn tiền. Ví dụ cái Vietnamese này thì một tháng 40 mấy đô đúng không, 47 49 đô gì đấy, còn những cái phần mềm khác nữa và chúng ta tốn rất là nhiều phí. Thì ở đây thì Hường dành riêng cho các bạn trong cái kênh YouTube đang đăng ký kênh YouTube của Hường và follow Hường mỗi ngày, khi mà đăng ký tham gia vào trang thành viên này thì các bạn chỉ còn trả 69 đô trong một năm, sử dụng toàn bộ các công cụ kể cả cái Vietnamese này hay là kể cả toàn bộ trong đấy luôn, Hường để trong đấy và gói gọn trong là vòng 69 đô. Nếu các bạn quan tâm hãy nhắn tin cho fanpage Tomato Hường để đăng ký thì Hường sẽ tạo tài khoản cho các bạn vô và sử dụng các phần mềm này một cách miễn phí. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của Hường. Nhớ like và bình luận bên dưới một cái điều gì đó bạn thắc mắc, cũng như hãy chia sẻ để lưu lại cái video này nha. Mình cũng sắp chuyển nó thành chế độ không công khai rồi, nên là các bạn hãy lưu lại cái link cũng như là hãy cho Hường biết nếu mọi người muốn xem tiếp video. Hường muốn là nhận được sự phản hồi của các bạn. Ok, cảm ơn các bạn. Nhớ follow Hường trên Facebook và tham gia vào group Startup Top lên rồi đi. Ok, bye bye.